Xin chào tất cả các thầy cô giáo cùng các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu bài Hoàng Lê Nhất Thống Chính trong chương trình ngữ văn lớp 9. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu chung về tác giả. Tác giả là dòng họ Ngô Thì ở làng Tả Thanh Oai. Trong đó thì có Ngô Thì Chí, sinh năm 1753, mất năm 1788. Ông đã viết 7 hồi đầu. Còn Ngô Thì Du, sinh năm 1772, mất năm 1840, đã viết 7 hồi tiếp. Ba hồi khác thì do một người khác viết nhưng không rõ tên tuổi. Thứ hai, chúng ta cùng tìm hiểu tác phẩm Hoàng Lê Nhất Thống Chí. Tác phẩm viết bằng chữ Hán, có quy mô lớn gồm 17 hồi và nội dung là ghi chép về sự thống nhất của vương triều nhà Lê, đồng thời tái hiện lại một giai đoạn lịch sử đầy biến động của xã hội phong kiến Việt Nam cuối thế kỷ thứ 18, đầu thế kỷ thứ 19. Về thể loại, đây là tiểu thuyết chương hồi viết theo thể chí, tức là thể văn ghi chép lại sự việc, sự vật có thật. Đây là thể văn vừa có tính chất văn học vừa có tính chất lịch sử. Tên tác phẩm có nghĩa là cuốn sách ghi chép về sự thống nhất của vương triều nhà Lê được viết theo thể chí. Về thể loại thì tác phẩm Hoàng Lê Nhất Thống Chí được coi là tiểu thuyết lịch sử chương hồi, viết về những sự kiện mà mang tính chất lịch sử và đương nhiên vì thế nó chịu ảnh hưởng của lối viết theo tiểu thuyết chương hồi của Trung Quốc. Về hình thức, tác phẩm này có kết cấu nghệ thuật, khắc họa nhân vật và cách miêu tả tự sự rất đậm chất tiểu thuyết. Trong đó thì chúng ta sẽ đi vào phần văn bản mà chúng ta tìm hiểu hôm nay, đó là hồi thứ 14, ghi lại sự kiện của vua Quang Trung đã đại phá quân Thanh vào mùa xuân năm 1789, lập lên triều đại Tây Sơn. Trong hồi thứ 14 này chúng ta cũng thấy tác giả phản ánh bộ mặt thảm hại của bọn cướp nước và bọn bán nước. Ở đây ta có thể tóm tắt ngắn gọn hồi thứ 14 như sau. Quân Thanh kéo vào Thăng Long, tướng Tây Sơn là Ngô Văn Sở đã lui quân về vùng núi Tam Điệp. Được tin, Quang Trung rất giận, bèn họp tướng sĩ định thân chinh cầm quân đi ngay. Nhưng nghe mọi người đến họp khuyên ông hãy lên ngôi. Ông đã lên ngôi ở Phú Xuân và tự đốc xuất đại binh nhằm ngày 25 tháng Chạp năm 1788, tiến quân ra Bắc diệt Thanh. Dọc đường, vua Quang Trung cho kén thêm quân lính, mở cuộc duyệt binh lớn, chia quân thành các đạo, chỉ dụ tướng lĩnh mở tiệc khao quân vào ngày 30 tháng Chạp, hẹn đến ngày mùng 7 Tết thì sẽ thắng giặc và mở tiệc ăn ở Thăng Long. Đội quân của vua Quang Trung đánh đến đâu thắng đến đấy, khiến quân Thanh đại bại. Và ngày mùng 3 Tết, quân Tây Sơn đã công phá đồn Hà Hồi, sáng sớm ngày mùng 5 đã tiến sát đồn Ngọc Hồi. Ra ngày mùng 5 Tết thì đã tiến binh đến Thăng Long. Tướng Thanh là Tôn Sĩ Nghị vội vã tháo chạy về nước, còn vua Lê Chiêu Thống cùng gia quyến vội vã chạy trốn theo. Về phương thức biểu đạt, chúng ta thấy đoạn hồi thứ 14 có sự kết hợp giữa tự sự với cả miêu tả và nghị luận. Bố cục, đoạn này chia làm 3 phần. Phần thứ nhất, từ đầu đến lên đường ra Bắc, miêu tả lại việc vua Quang Trung chuẩn bị tiến quân ra Bắc. Phần thứ hai là tiếp cho đến kéo vào thành, nói về việc vua Quang Trung đã đại phá quân Thanh. Và phần thứ ba tiếp cho đến hết là số phận tướng lĩnh nhà Thanh và vua tôi Lê Chiêu Thống. Từ đây chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu chi tiết. Chúng ta sẽ tìm hiểu theo bố cục. Thứ nhất là việc vua Quang Trung đã chuẩn bị tiến quân ra Bắc. Khi mới nghe tin thì vua Quang Trung đã có những thái độ thế nào? Khi ông nghe được tin cấp báo rằng quân Thanh đã đến Thăng Long thì ông có phản ứng là giận lắm, họp tướng lĩnh định thân chinh cầm quân đi ngay. Nhưng khi mọi người khuyên ông thì ông đã nghe lời tướng sĩ lên ngôi hoàng đế, sau đó thì hạ lệnh xuất quân. Qua tất cả những thái độ và hành động trên, chúng ta thấy vua Quang Trung đã bộc lộ được tính cách ngay thẳng, cương trực, căm ghét bọn xâm lược và kẻ bán nước. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng thấy ông là người thấu hiểu lẽ phải, có ý chí đánh đuổi quân xâm lược với việc là ông đã nghe lời tướng sĩ lên ngôi hoàng đế.
Những sự việc tiếp theo được diễn ra rất mau lẹ. Ngày 29 tháng 12, ông đã đến Nghệ An. Và ở đấy ông đã làm được rất nhiều việc. Thứ nhất, ông gặp người cống sĩ ở Nga Sơn hỏi về việc đánh giặc. Tiếp đấy, ông kén lính ở Nghệ An và mở một cuộc duyệt binh lớn. Sau đó thì ông sắp xếp đội ngũ và truyền cho quân sĩ ngồi nghe lệnh và dụ họ. Như vậy thì chỉ trong ngày 29, vua Quang Trung đã làm được rất nhiều việc. Những việc làm đó cho thấy ông là một người có hành động mạnh mẽ và quyết đoán vô cùng. Ở đây chúng ta cùng đọc lại lời dụ tướng sĩ của vua Quang Trung. Trong lời dụ ấy, ông đã khẳng định được chủ quyền của đất nước, nêu lên dã tâm của giặc phương Bắc, đồng thời tự hào về công lao đánh giặc ngoại xâm của cha ông, tin tưởng vào chính nghĩa của cuộc hành binh diệt quân Thanh và kêu gọi quân sĩ đánh giặc. Ngoài ra thì ông còn ra kỷ luật rất là nghiêm ngặt đối với quân sĩ. Từ lời dụ này, chúng ta thấy vua Quang Trung bộc lộ là con người vừa có tài khích lệ quân sĩ, vừa có trí tuệ rất sáng suốt và vô cùng nhạy bén. Tiếp đó, ngay sau ngày 29, ngày 30 tháng 12 thì ông đã tiến hành một cuộc duyệt binh lớn ngay sau đó ông đã có những quyết định là hạ lệnh xuất quân đến Tam Điệp. Và tại Tam Điệp thì ông đã làm được rất nhiều việc. Thứ nhất là ông đã xử trí với hai tướng Sở và Lân. Sau đó thì ông hoạch định kế hoạch đánh giặc và tính kế hoạch ngoại giao sau chiến tranh. Một việc làm rất là thấu tình đạt lý của ông đó chính là mở tiệc khao quân rồi mới lên đường. Và ngay sau đó thì tối 30 ông đã lên đường tiến quân ra Thăng Long. Tất cả những việc làm này đều thấu tình đạt lý và làm nức lòng tướng sĩ. Từ những việc làm ấy, chúng ta thấy ông là con người nhạy bén, sáng suốt, nhưng rất độ lượng và công minh trong việc xét đoán về tôi. Đồng thời, việc mà ông nói với tướng sĩ về kế hoạch ngoại giao với nhà Thanh sau chiến tranh cho thấy ông là người có tầm nhìn xa trông rộng, một nhà chính trị có tư tưởng hòa bình. Hành động mở tiệc khao quân và sau đấy thì hứa với tất cả mọi người là sẽ đón năm mới ở thành Thăng Long vào ngày mùng 7 Tết. Cho thấy đây là người có năng lực tiên đoán chính xác. Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu hình ảnh của vua Quang Trung Nguyễn Huệ khi tiến đánh vào thành Thăng Long. Khi tiến đánh, ông đã biến voi thành những cỗ xe tăng có sức mạnh áp đảo, trang bị đại bác và hỏa pháo trên lưng. Trên lưng của mỗi con voi thì có 3-4 người chít khăn đỏ ngồi ném tung hỏa mù rồi lưu hoàng ra khắp nơi đốt cháy quân địch. Ngoài xe tăng voi lửa kể trên thì binh lính Tây Sơn còn được trang bị một loại vũ khí cá nhân là hỏa hổ nữa. Hỏa hổ là một loại vũ khí hình ống, có loại súng phun lửa có thể biến địch thành cây đuốc sống. Khi lâm trận, trong ống hỏa hổ đã bắn nhựa thông ra, chúng phải đâu thì lập tức bốc cháy. Loại vũ khí đặc biệt này được trang bị cho cả một quân chủng lục quân và thủy quân của nhà Tây Sơn. Chính vì thế nên quân của ông đã biến toàn bộ bọn giặc thành một bãi lửa. Đội quân voi lửa của vua Quang Trung, một người thiên tài quân sự cả đời cầm quân không hề biết thua trận là gì, đã hội đủ 3 yếu tố chiến thuật là cơ động, đột kích và hỏa lực. Đây thực sự là một cuộc cách mạng voi chiến so với các thời kỳ trước đó. Như vậy qua phần 1 chúng ta thấy hình ảnh vua Quang Trung đã được tái hiện chú ý vào hành động, sự việc, lời nói cụ thể. Và từ đấy xây dựng lên hình ảnh một vị vua vừa yêu nước, sáng suốt lại có tài cầm quân. Đây là một người anh hùng văn võ song toàn. Từ tất cả những phần trên chúng ta có thể rút ra những điểm chính về hình ảnh vua Quang Trung như sau. Thứ nhất, vua Quang Trung là con người vô cùng yêu nước. Khi nghe quân Thanh xâm lược thì giận lắm, họp các tướng sĩ định thân chinh cầm quân đi ngay. Và sau đấy thì ông đã đích thân cưỡi voi đốc thúc ở trong trận chiến. Các chi tiết trên cho thấy rõ tình cảm và quyết tâm đánh giặc ngoại xâm của ông. Khi phủ dụ quân lính ở Nghệ An, lời nói của Quang Trung đã bộc lộ đầy đủ tư tưởng yêu nước, lòng căm thù giặc sâu sắc và quyết tâm đánh giặc cứu nước. Bài dụ đấy trước khi xuất quân bao gồm tất cả tư tưởng yêu nước, lòng tự hào dân tộc và quyết tâm đánh đuổi giặc ngoại xâm của ông.
Quang Trung nói người phương Bắc từ đời Hán đến nay đã mấy phen cướp bóc nước ta, giết hại nhân dân, vơ vét của cải. Người mình không thể chịu nổi, ai cũng muốn đuổi chúng đi. Với một niềm tự hào, ông nói về lòng yêu nước thương dân của các bậc anh hùng và truyền thống dân tộc. Chuyến xuất quân này của vua Quang Trung chính là sự tiếp nối những truyền thống tốt đẹp ấy từ trước. Điểm thứ hai, vua Quang Trung là người có tầm tư tưởng của một nhà lãnh tụ lớn. Ông trân trọng tài năng của mọi người, biết hỏi và lắng nghe lời khuyên của các tướng soái, của các cống sĩ như là cống sĩ Nguyễn Thiếp, hay còn có cái gọi khác là La Sơn Vu Tử. Ông còn đánh giá đúng tài năng của Ngô Thì Nhậm. Chính vì thế nên ông đã gọi là người mà thể hiện việc biết cách vừa động viên lại vừa răn đe binh sĩ để thiết lập một kỷ luật nghiêm và khích lệ tinh thần chiến đấu của họ. Hơn nữa thế, ông còn là người có tư tưởng chiến lược, hiểu biết lịch sử và biết tính toán, biết nhìn xa trông rộng, lường trước mọi diễn biến lịch sử, đặc biệt là những đường mối đối ngoại sâu sắc với thiên triều Mãn Thanh. Ông biết rõ chuyến giao quân này có thể 90 ngày là đuổi được quân xâm lược, song cũng biết rõ nguy cơ chiến tranh. Chúng là nước lớn cấp 10 nước mình, sau khi bị thua một trận, ắt lấy làm thẹn mà lo mưu báo thù. Như thế thì việc binh đao không bao giờ dứt, không phải là phúc cho dân, lỡ nào mà làm như vậy. Từ suy nghĩ đúng đắn ấy, ông giao trọng trách ngoại giao cho Ngô Thì Nhậm, một người tinh thông Hán học, khéo lời lẽ để giữ vững hòa bình. Và đồng thời ở đây, tài năng của vua Quang Trung, tài năng của một người con người có tầm tư tưởng lãnh tụ lớn ấy, còn là biết dùng thế mạnh của đạo quân voi khiến quân Thanh bị khiếp đảm mà bỏ chạy. Như vậy thì tóm lại chúng ta thấy hình ảnh vua Quang Trung là một con người được xây dựng toàn tài, một con người mà có thể xếp tương đương với các vị thiên tài quân sự khác ở trong lịch sử của đất nước ta. Tiếp theo chúng ta đến phần thứ hai, tìm hiểu hình ảnh quân tướng nhà Thanh và bọn vua tôi phản nước. Đầu tiên là hình ảnh quân tướng nhà Thanh. Chúng chỉ kiêu căng chủ quan, chỉ lo ăn chơi. Nhưng khi quân Tây Sơn đến thì tướng Tô Sĩ Nghị và binh lính đã bỏ chạy hoảng loạn, sầm nghi đống, thậm chí lại còn phải thắt cổ tự hử. Đây là sự thất bại vô cùng thảm hại. Tôn Sĩ Nghị và Lê Chiêu Thống ở Thăng Long thì tuyệt đối không nghe tin cấp báo gì về các tiền đồn bị thất thủ nên rất chủ quan. Trong những ngày Tết thì chúng chỉ có yến tiệc vui mừng, không hề lo đến bất chắc. Và chính vì thế nên khi mà quân của Nguyễn Huệ đến thì chúng đã rơi vào một trạng thái vô cùng hoảng loạn tột độ. Và chúng bỏ chạy đến mức hèn nhát. Tác giả đã chú ý đặc tả những đặc điểm của đạo quân như là ngựa, áo giáp, song không thấy nói đến vũ khí, tức là bỏ chạy tay không. Ngựa không kịp đóng yên, người không kịp áo giáp, dẫn bọn lính kỵ mã của mình chuồn trước qua cầu phao, rồi nhằm hướng bắc mà chạy. Tất nhiên là không hề cho vua tôi Lê Chiêu Thống biết. Chi tiết chuồn trước đủ hiểu là tên Tô Sĩ Nghị này đã bỏ chạy một mình trước quân lính của chính hắn và của vua tôi Lê Chiêu Thống. Tất cả cho thấy sự hèn hạ tầm thường của một viên tướng giặc. Kế đó là quân lính của đạo quân xâm lược. Quân lính thì được miêu tả là nghe tin đều hoảng hồn, tan tác bỏ chạy, tranh nhau qua cầu sang sông, xô đẩy nhau rơi xuống mà chết nhiều. Đó là số phận không tránh khỏi của kẻ xâm lược. Tiếp theo là hình ảnh bọn vua tôi bán nước. Hình ảnh vua quan Lê Chiêu Thống cũng được tái hiện vô cùng đớn hèn, nhục nhã và số phận thì gắn chặt với bọn xâm lược. Không còn cái cảnh vua tôi sang quyền. Cảnh vua Lê, tức là Lê Chiêu Thống nghe tin bỏ chạy ra bến sông Hồng thì cầu phao đã đứt, sau đó cướp một chiếc thuyền đánh cá vượt sông sang bờ Bắc cho thấy sự bi thảm khi một triều đại phản dân hại nước đã kết thúc. Trên đường chạy sang phương Bắc, trước mắt họ bày ra bức tranh đầy tính chất bi hài. Quân Thanh chạy về nước, trên đường đông nghịt như chợ, đêm ngày đi gấp không dám nghỉ ngơi. Còn vua tôi cùng bầy tôi thì đi mấy ngày không được ăn, đói khát mỏi mệt. May được một người thổ hào thết đãi cơm thịt gà. Đang nghỉ trưa, nghe tin báo quân Tây Sơn đuổi theo, lại cuống quýt tìm một con đường sống, chạy gấp lên cửa ải. Tôn Sĩ Nghị, Lê Chiêu Thống gặp nhau trên biên ải trong không khí thật thảm hại.
Vua tôi Lê Chiêu Thống than thở, oán giận, chảy nước mắt. Tôn Sĩ Nghị cũng lấy làm xấu hổ. Họ bị quân Thanh bỏ rơi, trơ lại bất lực, nhưng không còn cách nào ngoài việc đành bám lấy quân xâm lược. Tác giả đã tả cuộc tháo chạy của Lê Chiêu Thống chi tiết hơn, thảm bại hơn, nhục nhã hơn so với cả cuộc tháo chạy của quân Thanh. Từ đây, chúng ta thấy văn bản này đã thể hiện một ý nghĩa lớn. Nó vừa ghi lại lịch sử hào hùng của dân tộc ta, và đặc biệt ở đấy thì tác giả tái hiện hình ảnh người Quang Trung Nguyễn Huệ trong chiến thắng mùa xuân năm Kỷ Dậu với sự tự hào lớn. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu toàn bộ đoạn trích hồi thứ 14 của tác phẩm Hoàng Lê Nhất Thống Chí. Đoạn văn bản này đã ca ngợi vị anh hùng Nguyễn Huệ và tố cáo bè lũ bán nước vua tôi nhà Lê. Về nghệ thuật, tác giả đã kể lại với giọng kể đầy sôi nổi, tự hào. Bài học đến đây là kết thúc. Xin chúc các em học tập thật tốt. Xin chào tất cả các em.